bình nòng lương điếp sẽ hết bẹo và bẩn bài chỉ tiêu phát triển mùa nông nghiệp pi long xuyên nhịp lếp nhì. Bài cấp bệnh ngành trang tỉnh tiếp tục hết khèo, lai bản pháp mùa huy động nguồn lực và tuấn lành chỉ đạo triển khai tối và bài chỉ tiêu cùng đạt nhàng nội. Và tập trung hết khèo bài chính sách ra thu hút đầu tư, chương trình băng hưa hết kinh và hết đây công tác dự báo mưa bân đinh, dịch bình và trồng tỏ tối biến chết hí và cát sáu mòn ngờ sưởng mưa tỷ khai óc lập lì khảm quá bài khó khăn trang việc khai óc bài thỉnh co chay và tài nài hết lèo đây chương trình mục tiêu quốc gia tặng có các bản mới và mọi dạng sản phẩm ô cốp nâng. Tối và chính sách trang khôi phục kinh tế lăng lì bình là covid phèn thân lù ca tấn lại nguồn lực bang hưa doanh nghiệp hợp tác xã và cơ cấu tẻo bày khoản xin bón và bồi bố, mưa bón thúc dần nền kinh tế định hướng chuyển tối nghề ép thêm tàng có bài chuỗi cung ứng bài của cái mưa thuế và tỷ thuê tông xe buôn khai và quảng bá, giới thiệu, kết nối tỷ khai óc on tỉnh, nhòng tỷ tỉ, kinh tế xã hội của tỉnh tiếp tục đầy bay khẩn, tài lòng của bì nọng cần dân cùng đầy tài khẩn rõ ràng. Tói và lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn tiếp tục mì đầy bẹp món đây, bày chỉ tiêu cùng đầy hết bẹp. Thuần thầy bày co chay mì muối, mì đầy tình long bác cầu liếp chết xiên tấn. Mưa nông lâm ngư nghiệp lai cần lam phấn bác giá trị sản xuất nông nghiệp ước luốn đạt lý lý, lý triệu mân mọi hecta và đông mại ước luốn mì đầy tình hà liếp chết phấn bác mì thêm hà xạ đạt tứ liếp chết thân liếp bét, tiêu chí ca bản mới và dân cư rủ ca bản đầy sùng nằm hạp vệ sinh ước luốn cầu liếp nhì phấn bác tại nải ao long xiên long, bác liếp hà mùng lườn trượng trào truyền làng cọc ốc quê lườn rú bày co chay nông lâm nghiệp cũng triển khai lồng bao xình mưa sổ tông và trang tỷ co khấu chay đầy tình lam lip xiên hecta mì đầy tình khí clip hốc bác cân mọi hecta và sản lượng đạt đầy hơn bác nâng khí clip s xiên tấn co bắp chay đầy tình khí clip s xiên hecta mì đầy tình lam lip chết bác cân mọi hecta sản lượng mì đầy hơn bác nâng hà clip hốc xiên tấn có là bơ chay đầy lam xiên long bác bét lếp cầu hecta năng suất mì đầy tình nhịp lý bác cân mỗi hecta và sản lượng mì đầy tình pet xiên tấn có thú đin sổ tông chay quảng xiên nâng chết bác hecta mì đầy tình líp lý bác cân mỗi hecta và sản lượng mì đầy sở lam xiên tấn có màn sắn chay đầy hơn lam xiên hecta mì đầy sở lý nhỉ xiên tấn và có màn khá chai đầy tình lý bác chết lếp lý, lý hecta mì đầy tình nhì lếp hạ xiên tấn và có ỏi chai đầy hơn long xiên hecta mì đầy tình bác nâng pet lếp hốc xiên tấn có lượng phần đâm chai đầy hơn hà bác hốc lếp lam hecta sản lượng mì đầy tình lam xiên tấn mưa trưởng trào bay tô cuốn liệng cùng tiếp tục đầy ếch lim thuần thầy phấu vài tặng tỉnh cả nại mì bác nâng linh hà xen Lam bác linh ít tua và thuần thầy khai xe khả nửa mì đầy tình xen nâng hà bác sam xếp tấn thấu mò bác nâng linh chết xen ít bác linh hà tua và khai óc xe khả nửa mì đầy tình xen nâng chết bác nhì xếp tấn phấu mu mì tình Lam bác xếp es xen tua và khai khả nửa mì đầy tình nhì xếp es tấn bay Pet cái mì đầy sở lam phản tua và chuyển làng cọc ốc quê sườn sủ đạt hốc bác cầu liếp lý mùng sườn Tàng tình chay đầy tình chết bác lý liếp hết đông mại trang tỷ chay tứ chương trình dự án mưa ngoài sực và phát triển đông mại lý bác liếp lam hết chay đông mại lăng lì đà thắm của bảy mùng sườn là tình long bác hà liếp chết hết và chai đông mày của bãi chương trình đai lẻ tỉnh hốc lít hecta chi bẻ chèn dịch vụ môi trường của đông mày tỉnh lít tỉ mân và lực lượng chức năng tuấn lẻn công tác kiểm tra kiểm soát và xử lý lập lì bài vụ khai thác và thò thắm sàng mì chia phép và tuyên truyền ngòi sực và phòng chống mẩy đông mày trăng mùa phạt lạnh và lê bao xình phần co chay phục vụ hử đông mày tri cục lâm nghiệp tuyển lèn quản lý bày cơ sở mưa phần ươm trang tàng tỉnh và khuyến khích sản xuất bài co chay mì chất lượng và tặt cần hàng tàu le bẻ phần tỏi và bài co chay mì thế lèn mì chả khai lung và kiểm soát mưa cốc co lọ làng bày co chay và nòi đầy bài thình co chay, bấu mì cốc co, số địa bàn. Chuẩn bị cho cái vụ năm 2023 thì vườn ươm... Bi này mài cả bài muối phần và khốn bón cùng lai khẩn tỏ cơ, cơ sở bao khói vần tài, tài này khai mà, trá khai cáo bao sinh hư mòn ngờ sướng chay đông mạnh và nhất là khảo dịp hang pi thì bài tỷ vuông giám khảo màu xe chay đông mày lẻ cơ còn. sở bong khỏi cùng cái đã 3 chuẩn 3 bị sẵn tình sam clip phản phần co chay và sẵn sàng xe khai óc nọc pi sáu mọi pi pi nấy là cơ cấu mở phần co chay cùng mì le mòn tối biến bằng sàng tỷ lẻ bài thình co chay dù cả con mại keo mại mỡ mại thông con mắc chác, mại lát và mì thêm con mại gáo con mại hông và bài thình con mắc yên đai cùng đầy vườn à, ươm ép thì... lên tạp sự thì... và ao khảo chay. Tói và... và bài mòn tài nải của bài cấp bài ngành thuần thầy nguồn lực huy động lai tàng có ca bản mớ tàng tỉnh, mì đầy, bi lau tiên nhị lếp nhì, lè tình hà xiên tỉ mân trang tỷ nguồn ngân sách trung ương lẻ hơn song bác lam xếp hà tỷ minh nguồn ngân sách tỷ tỉ phong tỉnh bác nâng xí xếp cầu tỷ minh còn tín dụng hơn xí xiên hà bác hốc xếp hà tỷ minh huy động tứ cộng đồng dân cư lẻ tỉnh song tỷ tỉ minh và huy động đai lẻ tỉnh hà xếp hà tỷ minh Tàng tình tiếp tục duy trì liếp chết xạ dạ đạt chuẩn kha bản mỡ, mì liếp ếch xạ dạ đạt liếp hà thân liếp bét tiêu chí, và hốc liếp lý xạ dạ đạt liếp thân liếp lý tiêu chí, mì lý lí liếp lí chết xạ dạ đạt chết thân cầu tiêu chí. Luân phiên tàng tỉnh mì đầy, tình liếp ếch tiêu chí mọi xạ. Có bệnh mỡ liếp chết hợp tác xạ nông nghiệp tài thuận thầy sổ hợp tác xạ nông nghiệp gần bác nâng lý liếp nhị hợp tác xạ sai sáu việc khuyến khích và phát triển hợp tác xã nông nghiệp. Tỉnh tiếp tục hết lèo bởi chính sách bang hưa xúc tiến thương mại, chào quay ngày hử bởi hợp tác xã, mì dịp khe chắc đáy, lai mòn và quảng bá giới thiệu. Mì làm hợp tác xã nông nghiệp tài tiếp cận bòn tứ quỹ bang hưa phát triển hợp tác xã của tỉnh, 6 sổ chèn, lè pet Park hạt triệu mân bảy tỷ phương tiếp tục ban hưa hết kinh và khai quảng mô hình lục chương trình mục tiêu quốc gia giảm khỏ mán táng và tổ chức đánh giá và công nhận bài sản phẩm ô cốp. Xe đài thương mại hàng hóa, tỉnh đã ban hành kế hoạch và ao bày thỉnh co chay cần sàn thương mại điện tử tối phạm mục tiêu. Bang hưa tuấn thành tỷ khai óc bày co chay của tỉnh và cung cấp thông tin mưa cốc co rõ ràng sẽ phục vụ trang hết kiên buôn khai và ao bảy thình tỷ của bảy mùng sườn đâm chay bài mùng sườn buôn khai hợp tác xã tổ hợp tác khẩn sàn thương mại điện tử postmark của tổng công ty bưu điện việt nam và vỏ sò của Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Việt Theo và bài sản giao dịch thương mại điện tử Hợp pháp Đai sẽ kết nối quảng bá giới thiệu và thêm bài kênh phân phối mới, khai quảng thị trường trang nước và quốc tế. Trang tỷ tập trung bang hưa doanh nghiệp hợp tác xã bài mục xuân buôn khai thúc sần kinh tế số nông nghiệp và son bang tập huấn mưa chuyển sao kỹ năng số kỹ năng tham gia hoạt động số thị trường số và quy trình tòng túi kết nối và giao nhìn khai lựa hàng và đăng ký tài khoản mưa bé chèn trực tuyến ra phục vụ giao dịch sản điện tử thương mại. Khai quảng thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp số bài kênh phân phối mới và mán táng thông qua nền tảng số. Thúc sần tiêu thụ tỷ khai óc bài thỉnh co chay để khoái táng có phấn phiến bài mòn Bầu đây xài óc, trang lì, xu hoạch và ban hử cần dân rực đầy trả khai. Cung cấp bài thông tin đây hử bài mùng sườn hết kinh, dù cả thị trường dự báo bài mòn ngờ sườn và năng lực và mưa thông tin chết hí, mùa màu, phàn phẻ, cuốn bọn. Bài chính sách đây hử bài mùng sườn hết kinh, đam chay buôn khai, xì sự bài thình, khẩu khe hết kinh phục vụ trang hết kinh buôn khai số thương mại điện tử và xài tỷ tấn thành bài sở ngành tỷ phương tiếp tục cáp chặt hết đây việc tổng hợp bài danh sách mùng xuân hết kinh buôn khai trang tỉnh đáp ứng để tiêu chuẩn điều kiện sẽ triển khai ao khẩn sàn thương mại điện tử chỉ đạo sản xuất loan bang điều kiện sẽ bao xình bài cú kinh đài sâu sạch và mì đại cốc co rõ ràng xe ao sản phẩm của nông lâm thủy sản tác ứng tiêu chuẩn Việt Gáp và bảy tiêu chuẩn đai xe tham gia bài sản thương mại điện tử. Bang Hơ thông báo thân doanh nghiệp bài đồng mối, hệ thống phân phối siêu thị cửa hàng của bài tỉnh thành phố, nưa tăng nước, ếch liêm kết nối, xe bao sinh để tỷ khai óc ổn tỉnh của tỉnh Cao Bằng. nghiệp và phát triển nông thôn chúng tôi cũng đã chủ động ngay từ đầu từ lãnh đạo chỉ đạo của bài cấp bài ngành mòn bang hưa tài nải của bài doanh nghiệp hợp tác xã và thuần thầy bị nào cần dân bài mòn mì đáy và phần kế hoạch bài chỉ tiêu đặt tàn óc Mì Đại Bài Mòn Tỷ, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đã xác định bài nhiệm vụ cần tập trung trang lãnh đạo chỉ đạo hết khéo, trang tỷ tập trung khẩu bài nhiệm vụ chỉ đạo bài đơn vị trực thuộc, cáp hạt tói và đơn vị hết khéo đây việc đâm chay trượng trào và chăm chướng bài thình co chay non bình và thu hoạch chúng khi màu Mì Đại Bài Mòn Đây trang tỷ lẽ ép liêm thân việc tập trung tài sung mưa năng suất chất lượng bởi có chay bằng tàng hết lẻ ao phần phẻ đây khẩu đam chay rủ cả bài thình phần bắp khẩu và bài thình phần lão bơ ỏi mì chất lượng và áp dụng bài bản pháp khoa học kỹ thuật thăm canh khe tài lung năng suất chất lượng co chay và tấn lành hơn thêm việc truyền tối bày co chay mì giá trị kinh tế nội tắm quá chay bài thình co chay mì thế lành và chỉ đạo mưa trượng trào theo hướng bao sinh an toàn đầy dịch bình và tấn lành bài bản pháp phòng trồng bình là số phấu tua cúa nhất là dịch số bài tô mò tô vải và bình là châu phi số tô mu và tướng giám Lai lai khẩn phấu tô của và hạt sáu điều kiện của tỷ phung mài cả phát triển kinh tế nông nghiệp của tỉnh cùng đà mì lai mòn bay khẩn mớ tò mì bài chỉ tiêu lĩnh vực mì đầy vận nhàng xèo tỉnh ổn tỉnh mắn táng mưa hết kinh nông nghiệp mì lai tỉ vận nhằng lé nổi kỹ thuật đâm chay trang hết kinh cùng nhằng lai liều khuyết việc áp dụng bài tiến bộ kỹ thuật mới công nghệ khảo hết kinh cùng nhằng nổi và bình là số bài phấu tu của liền cùng sang đầy kiểm soát sạt lọ vận mì bình là bản pet óc lai số bài tỷ phương và bài mòn mì đầy tứ chuyển là cọc óc quê sườn số cùng nhằng nổi việc tiêm phòng hở bẹp phẫu tu của liền cùng sẵn đạt đầy kế hoạch chỉ tiêu tật óc. Nhằng mì bày phấu tu cú mèn giác dân vì bị nọng cần dân sẵn ếch liêm trang việc chăm chướng gọi giỏng. Mưa chay đông mải cũng nhằng chậm tiến độ, sổ tông chay đông mải cũng sàng đạt lẻo kế hoạch đạt tật óc, nhất là đông mải một kinh tế. Việc quy hoạch và sản xuất tập trung cùng sàng đại ếch lim hết lẻo đây liên kết sản xuất và tỷ khai óc của bài thỉnh co chay cùng nhàng khiều quyết môi trường số ca bản cùng sàng đại tài khẩn lọt làng. Sự chăn hử hăn, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tạt óc lai giải pháp, khe, tấn lành bài chỉ tiêu nông nghiệp, trang tỷ ếch mưa lai khẩn, năng suất và sổ tông chay, và sản lượng co chay tô của mì thể lèn mì trá khai cáp sáu hết lèo đề án nông nghiệp thông minh giai đoạn mới tối và bài giải pháp đa tật óc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tài này hết bẩm và bẩn chỉ tiêu kế hoạch pi long xuyên nhị lép nhị chào quay ngài hử pi long xuyên nhị lép lam tiếp tục triển khai hết lèo việc tái cơ cấu tẻo nông nghiệp và kế hoạch hết lèo bài nội dung mưa nông nghiệp thông minh, nông nghiệp lèo hướng sản xuất hàng hóa các sáu trình biến. Tập trung chỉ đạo bài tỷ phương, bài xạ tài nại đạt chuẩn ca bản mới Và hết lèo, hết bỏng bài chỉ tiêu, tăng có bài công trình kết cấu hạ tầng, huy động nguồn lực, trang tăng có ca bản mới Tấn lệnh công tác phát triển mưa kinh tế tập thể, kinh tế trang trại, bài hình thức. 10 hết kinh mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã, mô hình trang trại nông nghiệp, mô hình liên kết trang hết kinh và tỷ khai óc. Chào quay ngài hợp bài tổ chức cá nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư dự án và liên kết khéo chuỗi giá trị. Và các 6 bài cấp bài ngành, bài doanh nghiệp, tấn lành xúc tiến thương mại nông lâm thủy sản và tháp bài tỷ khai óc, ổn tỉnh hợp bài co chay, và ao bài co chay của tỉnh Cao Bằng tham gia bài hàng óc trang nước và quảng bá giới thiệu. Bài thình của tỷ phong mì hành tiền thân tói và cần sống trang nước và tiếp tục triển khai đây bài cơ chế chính sách của trung ương của tỉnh xe chảo quay ngại hờ bị nọng cần dân doanh nghiệp hợp tác xã đầu tư phát triển nông nghiệp Tuấn hành triển khai đây bài chương trình mục tiêu quốc gia trang tàng tỉnh